Học nghề sửa chữa điện lạnh mất bao lâu? Hiện nay, những thiết bị điện lạnh như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa đang là những thiết bị vật dụng thiết yếu trong mỗi gia đình. Kéo theo đó là nghề sửa chữa điện lạnh cũng là nghề có thu nhập tốt và được rất nhiều bạn trẻ định hướng theo học trong tương lai. Có rất nhiều bạn muốn học sửa chữa điện lạnh nhưng còn băn khoăn, không biết học sửa chữa điện lạnh mất bao lâu, có mất nhiều thời gian hay không. Khi học nghề sửa chữa điện lạnh tại các trung tâm dạy nghề thì bạn không phải bỏ ra quá nhiều thời gian. Trung bình khóa học chỉ từ 4 đến 6 tháng thì khoảng thời gian đào tạo sẽ phụ thuộc vào tay nghề các học viên. Nếu học nhanh thì 3-4 tháng có thể ra trường và đi làm. Nếu học chậm sẽ được đào tạo lại khi vững tay nghề. Thời gian giảng dạy khi đảm bảo cho tất cả các học viên được thành nghề và đi làm việc sau khi ra trường. Theo học tại dạy nghề Thanh Xuân, các học viên được học từ cơ bản đến chuyên sâu, tìm bệnh và sửa chữa trực tiếp trên các thiết bị điện lạnh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tủ mát, tủ đông. Sau khi học xong ra nghề, muốn trở thành thợ giỏi, các bạn cần phải tiếp tục rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm thông qua việc sửa chữa tại các cửa tiệm, công ty nơi bạn làm việc.